Nếu tôi có tật xấu mà không muốn sửa đổi, cũng không muốn người biết, đó mới chính là chấp trước. Nếu tôi có tật xấu, người bên cạnh biết tôi cũng không màng, người khác khuyên cũng không đếm xỉa đến. Đây không phải là không chấp trước mà là tà tri tà kiến. Nếu có loại tà tri tà kiến như thế, càng tu càng rời Phật Pháp càng xa. Nếu quý vị có thể rời bỏ chấp trước thì có thể thông đạt vô ngại, không còn chướng ngại. Nếu tu hành như thế thì khế hợp với đạo lý Kinh Kim Cang, Bát Nhã Trí Huệ hiện tiền, bằng không thì không phù hợp diệu lý Bát Nhã. Chư thiện tri thức, cả thầy các tu Đa La và các thứ văn tự Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 phần kinh đều bởi cơ duyên của nhân loại mà bày ra, cùng do tánh trí huệ mới kiến lập được. Nếu không có người thế gian thì cả thể muôn pháp vốn tự nhiên không có, cho nên biết rằng muôn pháp vốn bởi nhân loại mà khởi ra, cả thể kinh sách đều bởi nhân loại mà nói ra nên mới có. Trong loài người có kẻ ngu người trí, ngu làm tiểu nhân, trí làm đại nhân. Người ngu học hỏi nơi người trí nói pháp cho người ngu nghe, người ngu bỗng nhiên tỏ hiểu, tâm địa mở mang, tất nhiên giống người trí không khác. Giảng Tu Đà La là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là kinh, kinh là trên thì khế lý chư Phật, dưới thì khế hợp căn cơ chúng sanh. Vì khế lý, khế cơ cho nên gọi là khế kinh. Toàn bộ kinh điển cùng với văn tự Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 phần kinh, tức trường hàng, trùng tụng, thọ ký, cô khởi, vô vấn tự thuyết, nhân duyên tỷ dụ, bổn sự bổn danh, phương quảng vị tàng hữu và luận nghị, đều vì người mới có những kinh điển này. Nếu không có nhân loại thì sẽ không dùng đến kinh điển, vì tánh trí huệ mới có thể kiến lập tất cả các pháp. Tất cả những việc phiền não trên thế gian đều do người mà sanh. Nếu không có người, việc phiền não gì cũng không có. Vì có những việc phiền não phát sanh, cho nên mới sanh ra những pháp dạy quý vị cách diệt trừ phiền não. Người có 84.000 trần lao, vì thế Phật thuyết 84.000 pháp môn để đối trị. Cho nên nói Phật thuyết nhất thiết pháp, vị độ nhất thiết nhân. Nhược vô nhất thiết nhân, hà dụng nhất thiết pháp. Tất cả các kinh sách đều vì người mà nói, nếu không có người, tất cả kinh sách cũng không dùng đến. Vì trong loài người có người ngu, có người trí. Người ngu si giống như trẻ con, người có trí huệ giống như người lớn. Trẻ con có những việc không hiểu, cần phải hỏi người lớn. Người lớn bèn giải thích cho nghe. Lúc trẻ con ngộ giải, tâm khai, hiểu rõ mọi việc này, thì cũng giống như người có trí huệ. Chư thiện tri thức, tâm không giác ngộ, Phật là chúng sanh. Một niệm giác ngộ, chúng sanh tức là Phật. Cho nên biết rằng muôn pháp đều ở nơi bổn tâm của mình. Vậy sao chẳng do trong bổn tâm của mình mà thấy liền cái chân như bổn tánh? Giảng, nếu không khai ngộ, Phật cũng là chúng sanh. Nếu trong một niệm thời gian ngắn ngủi hoát nhiên khai ngộ, chúng sanh tức là Phật. Đây cũng chính là giác giả, Phật giả, mê giả, chúng sanh. Giác là Phật, mê là chúng sanh. Một niệm giác, một niệm Phật. Niệm niệm giác, niệm niệm Phật. Một niệm mê, một niệm là chúng sanh. Niệm niệm mê, niệm niệm là chúng sanh. Cái gì gọi là giác ngộ? Tức giác ngộ tình dục là những thứ nguy hại, làm tổn thương đến thân thể và khiến cho quý vị ngu si. Một niệm dục chính là một niệm ngu. Một niệm dục chính là niệm niệm dục chính là niệm niệm ngu si. Cho nên nói nghiệp hết tình không là chân Phật, nghiệp nặng tình mê là chúng sanh. Phải buông bỏ những tâm niệm ô nhiễm, ngoài cách này ra không còn cách nào hết. Tâm niệm ô nhiễm chính là dục niệm, nói rõ hơn, chính là niệm dâm dục. Nếu thân làm những niệm dâm dục này, chính là thân nghiệp không thanh tịnh. Nếu miệng nói việc ỷ ngữ, thì khẩu nghiệp không thanh tịnh. Nếu tâm thường nghĩ đến việc dâm dục, thì ý nghiệp không thanh tịnh. Nếu thân khẩu ý đều không phạm, thì ngày thành Phật không xa. Người đời thường đi ngược với sự giác ngộ, hiệp với trần lao. Hiệp với trần gì? Chính là hiệp với những thứ trần ô nhiễm không thanh tịnh. Nếu một khi quý vị rơi vào lưới dục tình thì sẽ bị ô nhiễm. Nếu ly khai tình dục mới có thể rời xa ô nhiễm. Cho nên nói quay lưng với trần lao chính là hiệp với sự giác ngộ. Quay lưng với giác ngộ chính là lăn lộn trong trần lao. Nếu quý vị ô nhiễm thì không được thanh tịnh. Không được thanh tịnh thì không thể thành Phật. Nếu muốn thanh tịnh thì không nên ô nhiễm. Ô nhiễm tức là chúng sanh. Đó là đạo lý rất rõ ràng. Nhưng cần phải có một vài trợ duyên giúp quý vị thanh tịnh. Điều quan trọng là không nên có tâm ích kỷ. Có tâm ích kỷ thì không thể thanh tịnh. Nếu tất cả đều không vì cá nhân thì sẽ thanh tịnh. Vì quý vị không còn lòng tham, lòng sân, lòng nghi, ngã kiến. Đó chính là ngộ. Cho nên nói một niệm ngộ chúng sanh thành Phật. Có người hỏi, có phải mọi người đều là Phật? Đúng vậy, nhưng cần phải khai ngộ mới được. Nếu không khai ngộ thì giống như đoạn trước nói, một người dân bình thường tự xưng là quốc vương,
nếu bị nhà vua thật biết, sẽ bắt nó đem nhốt vào ngục, vì người này phao tin nhảm làm mê hoặc dân chúng, muốn tạo phản cho nên nói, trời không có hai mặt nhật, một nước không có hai vua, cho nên mới biết tất cả vạn pháp vốn từ trong tâm sanh ra. Như vậy tại sao không từ trong tâm tu hành? Tự tâm chỉ cần bỏ đi những tâm niệm ô nhiễm bụi bặm thì có thể lập tức nhìn thấy chân như tự tánh. Kinh Bồ Tát Giới có nói rằng, cái bổn nguyên tự tánh của ta vốn trong sạch, nếu biết tâm mình và thấy tánh mình thì thành Phật Đạo. Kinh Tịnh Danh nói, tức thời tâm trí thông suốt thì phục hồi đặng bổn tâm. Giảng, Kinh Bồ Tát Giới nói, bổn lai tự tánh thanh tịnh không có ô nhiễm, nếu nhận thức được bổn tâm của mình mà nhìn thấy tự tánh thì ai cũng có thể thành Phật. Quý vị nhìn thấy tự tánh quý vị thành Phật, tôi nhìn thấy tự tánh tôi thành Phật, nó nhìn thấy tự tánh nó thành Phật, điều này thật là bình đẳng. Kinh Tịnh Danh, tức là Kinh Duy Ma, nói, lập tức hoát nhiên khai ngộ, nhận thức được bản tâm của chính mình, bèn nhận thức được bổn lai diện mục. Trừ thiện tri thức, lúc ta ở với Hòa Thượng Hoằng Nhẫn, một khi nghe Pháp rồi liền tỏ sáng, để thấy chân như bổn tánh, bởi vậy ta mới đem Pháp đốn giáo này mà lưu hành, khiến cho các người học đạo liền tỏ sáng bồ đề, mỗi người tự xem bổn tâm mình và tự thấy bổn tánh mình. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói, quý vị thiện tri thức, nghe Pháp của tôi các ông có thể khai ngộ được không? Tôi ở với Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vừa nghe Pháp môn đốn ngộ liền lập tức khai ngộ. Tôi là một người quê mùa không có tri thức, sanh nơi biên địa, được gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư. Vì Lục Tổ là đồ đệ của Ngũ Tổ, cho nên không thể trực tiếp xưng tên của sư phụ, cho nên nói Nhẫn Hòa Thượng. Ngũ Tổ rất là bực tức vì muốn truyền Pháp mà bị những người dưới của Ngài áp bức. Họ muốn Ngài truyền Pháp cho thần tú. Quý vị xem một vị Hòa Thượng, ngày việc truyền Pháp cũng không có tự do, bị người khống chế, đó có đáng giận hay không? Cho nên Nhẫn Hòa Thượng nhẫn đã rất lâu. Sau đó có một người cạt lão đến chỗ Hòa Thượng cầu Pháp. Ngài nghĩ thầm, ta muốn truyền Pháp cho người quê mùa này. Người này một chữ cũng không biết, nhưng ta không buồn để ý tới các ông làm gì. Vì thế đêm khuya canh vắng, Ngũ Tổ truyền Pháp cho Lục Tổ, mà Lục Tổ thật là một người tri âm. Ngài vừa nghe Pháp liền lập tức khai ngộ. Ngũ Tổ truyền Pháp cho Lục Tổ hoàn toàn không phải vì tức giận mà truyền cho người quê mùa không biết chữ này, mà là vì người không biết chữ này là người thông minh nhất. Người này vừa nghe liền lập tức khai ngộ mà bạch rằng, tự tánh vốn thanh tịnh, tự tánh là quang minh, tự tánh là không dao động, tự tánh vốn diệu huyền như thế. Ngũ Tổ nghe xong bèn chấp nhận truyền Pháp cho Lục Tổ. Lục Tổ nói với đại chúng, tối nay đem pháp môn đốn giáo lưu truyền khắp mọi nơi, khiến cho người học đạo đốn ngộ bồ đề, lập tức giác ngộ bổn tâm, kiến tự bổn tánh. Nếu tự mình chẳng tỏ sáng thì phải tìm bậc đại thiện tri thức, rõ pháp tối thượng thừa, chỉ nghe con đường tránh giác cho mình. Bậc thiện tri thức ấy có nhân duyên lớn là lo về việc giáo hóa và tiếp dẫn cho người đặng thấy tánh. Cả thảy các thiện pháp đều do thiện tri thức mà được phát khởi. Cả thảy chư Phật trong ba đời, 12 phần kinh, ở trong tánh con người tự nhiên có đủ, nhưng tự mình không thể hiểu rõ được, nên phải cầu bậc thiện tri thức chỉ bày cho mới thấy. Giảng, nếu quý vị không thể tự mình khai ngộ, cần phải đi tìm một vị minh nhãn thiện tri thức, thì vị thiện tri thức này đã hết từng trải qua sự giác ngộ. Cho nên nói, dục tri sơn tiền lộ, tu vấn qua lai nhân. Qua lai nhân là người đã trải qua, đã hết từng đi qua rồi. Nếu không hỏi đường nơi người đã từng đi qua rồi, mà hỏi nơi người mù, như thế càng đi càng lạc đường, càng ngày càng xa đạo. Tham vấn vị đại thiện tri thức, giải thích pháp môn tối thượng thừa, chỉ thị con đường tránh, quý vị và vị thiện tri thức mắt sáng ấy nhất định có nhân duyên lớn mới có thể gặp nhau. Gọi là thiện tri thức có nghĩa là hóa đạo nhất thiết chúng sanh, khiến cho chúng sanh hiểu rõ bổn tánh của chính mình, nhìn thấy bản tâm của mình. Tất cả thiện pháp đều do có thiện tri thức mới có thể sanh ra. Nhất thiết thiện căn cũng là do vị thiện tri thức hàng ngày chăm bón vun tưới thành tựu cho, giống như quý vị gặp được thiện tri thức ngày ngày thuyết pháp giáo hóa cho, đều là tăng trưởng thiện căn của quý vị. Hết thảy chư Phật ở thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai và 12 phần kinh trong tự tánh mỗi người vốn đều có đầy đủ, không phải tìm cầu bên ngoài. Nhưng nếu quý vị không hiểu rõ thì cần phải hỏi thiện tri thức chỉ thị diệu thể tự tánh thanh tịnh bổn lai của mình, như thế quý vị mới có thể nhìn thấy bổn tánh của chính mình. Nếu tự mình hiểu rõ thì chẳng cần cầu nơi ngoài. Nếu một bậc cố chấp rằng phải cầu bậc thiện tri thức mới mong đặng giải thoát thì không có lý như vậy.
Bởi cớ sao? Bởi trong tâm mình đã sẵn cái cớ, cái cơ tri thức tự ngộ. Nếu tâm mình có khởi tà mê, vọng niệm điên đảo thì dầu ngoài có thiện tri thức truyền dạy cũng không thể cứu được. Bằng tâm mình khởi chân chánh, trí bát nhã thường chiếu soi thì trong một sát na các điều vọng niệm đều dứt hết. Nếu biết bổn tánh mình, vừa một niệm giác ngộ thì liền đến cõi Phật. Rằng tự mình nếu có thể hiểu rõ thì không cần nương tựa vào ai hoặc bất cứ cái gì, hoặc rong ruổi tìm cầu ở bên ngoài. Nếu lúc trước thường hay chấp trước, dựa dẫm vào sự chỉ dạy của thiện tri thức mới có thể giải thoát thì điều này không đúng. Chúng ta cần phải tự tánh tự ngộ, khai thác sử dụng trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ của chính mình. Tại sao? Bởi vì tự tánh mình vốn có sẵn đại thiện tri thức chân chánh, đây cũng là trí huệ chân chánh của quý vị, có thể tự mình hiểu rõ. Nếu tự mình sanh ra tà kiến mê lầm, tà chính là không chân chánh, mê chính là không hiểu rõ. Ví dụ không hiểu rõ là tà mê sai lầm, ví như một vài sở thích không tốt, đánh bạc thì có sự tà mê của đánh bạc, hút thuốc thì có sự tà mê của hút thuốc, háo sắc thì có sự tà mê của háo sắc, người thích uống rượu thì có sự tà mê của uống rượu. Những loại tà mê này không nên cho rằng không có gì nghiêm trọng, vì nghĩ rằng nó không quan trọng cho nên càng mê càng đắm. Từ mê ít trở thành mê nhiều, do mê nhiều mà vẫn cho rằng không sao hết, bèn biến thành cái lão mê. Cái lão mê lại cho rằng không sao hết, nên biến thành cái tử mê, đến chết vẫn còn chưa hiểu rõ. Thật là tội nghiệp, chính vì do một niệm tà mê ban đầu gây ra. Vọng niệm chính là những niệm không chân, không thật, không thực tại, chỉ là hư vọng, vọng tưởng. Điên đảo chính là hiểu rõ việc này không đúng mà cứ làm, lại cái chảy cái cối cho nó là đúng. Những điều quý vị ưa thích tuy không hợp với Phật Pháp nhưng vẫn làm theo ý mình, đó là điên đảo. Không những chính quý vị làm như vậy mà còn ảnh hưởng đến người khác học theo tánh xấu của quý vị, đây là điên đảo. Người muốn học Phật Pháp nhất định cần phải không điên đảo, không tà mê mới có chỗ thành tựu. Tuy có thầy sáng, bạn hiền giáo hóa, nếu quý vị không nghe, họ cũng không có cách nào giúp được. Thiện tri thức không giống cảnh sát, thấy quý vị không tôn trọng pháp luật, liền bắt đem bỏ vào tù. Thiện tri thức không có nhà tù. Nếu quý vị không nghe lời dạy bảo, vị thiện tri thức vẫn hy vọng quý vị từ từ sửa đổi những lỗi lầm, quay về con đường thiện lành. Đối với những chúng sanh biết nghe lời, thiện tri thức cũng không sanh lòng hoan hỷ. Đối với những chúng sanh không nghe lời giáo hóa, thiện tri thức cũng không vì đó mà phiền não tức giận, trong tâm chỉ có chút buồn bã, không vui lắm mà thôi. Nếu quý vị từ trong tự tánh sanh ra trí huệ bát nhã chân chánh, chánh là không tà, chân là không vọng, dùng lưỡi kiếm trí huệ bát nhã chặt đứt tất cả tà mê vọng niệm điên đảo thì trong thời gian rất ngắn, tất cả các vọng niệm đều tiêu sạch, giống như tuyết gặp phải ánh mặt trời xoay vào tan biến đi. Nếu quý vị nhận thức bổn tánh chân thực của chính mình vừa khai ngộ thì lập tức đến đất Phật. Nếu không nhận thức, vừa khởi lên niệm tà mê liền lập tức đến chỗ quỷ ma ở. Khai ngộ chính là dùng kiếm trí huệ chặt đứt tà kiến mê lầm, thấu suốt hiểu rõ vạn pháp, cho nên nói giác giả Phật giả, mê giả chúng sanh. Trừ thiện tri thức, cái trí huệ thường chiếu soi trong ngoài đều sáng tỏ, thì biết rõ bổn tâm của mình, biết rõ bổn tâm tức là giải thoát, tức là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Biết thấy tất cả các pháp mà lòng không nhiễm vương dính mắc, ấy là vô niệm. Cái tâm khi ứng dụng liền biến khắp tất cả các nơi mà chẳng dính vương vào các nơi ấy, giữ bổn tâm mình trong sạch, khiến sáu thức ra ngoài sáu cửa. Đối với sáu trần mà lòng không nhiễm vương dính mắc, không lộn xộn, lui tới tự do, thông dụng, không ngăn trở, tức là bát nhã tam muội, cũng là tự tại giải thoát, cũng là hạnh vô niệm. Giảng: quý vị dùng trí huệ vốn có của mình quán chiếu thì thế giới trong tâm ngoài thân giống như lưu ly, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, đó chính là cảnh giới, trong không thân tâm, ngoài không thế giới. Tuy không có thân tâm, không có thế giới, nhưng thế giới và thân tâm lại rất rõ ràng, đích xác. Tuy rõ ràng, đích xác mà không chấp trước, đó gọi là thức tự bổn tâm. Biết rõ bổn tâm của mình, bổn lai tự tánh thân tâm, thì trong ngoài đều thấu triệt. Nếu biết rõ được bổn tâm, liền được giải thoát, tức không chấp trước trần lao vọng tưởng. Nếu được giải thoát, đó chính là định của tự tánh bát nhã. Định chính là vô niệm, vô ý thức là giới, vô niệm chính là định. Không còn vọng tưởng, vọng niệm, đó chính là huệ. Vô ý, vô niệm, vô vọng chính là giới định huệ. Giới định huệ hiện tiền thì tham sân si không còn nữa.
Vô niệm là gì? Chính là tâm không nhiễm trước vạn pháp, tức là pháp không. Pháp đã không rồi, sao quý vị vẫn chấp trước những tập khí tật xấu? Tập khí không trừ bỏ, chỉ nói không nhiễm trước vạn pháp. Vậy thì quý vị nói ra một cái không nhiễm trước xem, pháp còn không có, huống chi những tập khí tật xấu. Kinh Kim Cang nói, pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Những tập khí tật xấu không buông bỏ vậy, thì từ trong Phật Pháp quý vị học được những gì? Đây là dối mình lừa người. Người học Phật Pháp chính là cần phải trừ bỏ những tật xấu. Nếu chỉ biết nói vài câu, một chút sở dụng cũng không có, chính là hành vi của kẻ ngu si. Vô niệm là không nhiễm trước, là chánh niệm, cũng chính là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội này hay định, có thể vận dụng để biến chiếu khắp nơi, giống như hư không, nhưng không chấp trước một chỗ nào. Trong tâm không có chỗ chấp trước, khiến cho lục thức, nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý đi ra khỏi cửa lục căn, nhãn môn, nhĩ môn, tĩ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, trong lục trần, sắc thanh, hương vị, xúc pháp, không nhiễm trước cũng không tạp niệm, khiến cho lục thức không tùy theo cảnh giới lục trần xoay chuyển. Cho nên nói, mắt thấy hình sắc tâm không động, tai nghe việc đời tâm không vọng. Nếu quý vị không rõ, cần phải siêng năng tu học Phật Pháp, đến đi tự do, thông dụng vô trệ, lúc này thiên biến vạn hóa thiên biến, ứng dụng vô cùng mà không có chỗ chỉ trệ chướng ngại, đó là định của bát nhã, cũng gọi là tự tại giải thoát, cũng là vô niệm hạnh. Bằng đối với mọi vật, lòng không nghĩ đến, khiến cho niệm tưởng dứt đi, tức là bị pháp ràng buộc, ấy gọi là biên kiến. Giảng, nếu như quý vị nói tôi ngồi ở đây không nghĩ đến việc gì, khiến cho niệm đoạn tuyệt, nhưng quý vị vẫn còn một niệm khiến cho niệm đoạn tuyệt, tức lại bị pháp phược. Không những không thể giải thoát mà còn bị pháp trói buộc, đó gọi là biên kiến, rơi vào hai bên, không phải là trung đạo. Trừ thiện tri thức, hiểu rõ pháp vô niệm, thì suốt thông muôn pháp. Hiểu rõ pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Hiểu rõ pháp vô niệm thì đạt đến địa vị của Phật. Rằng, hiểu rõ pháp vô niệm hoàn toàn không phải làm giống như cho tàn, cây khô. Vô niệm chính là muốn quý vị có định lực, không có tà niệm, mà phải thường sanh chánh niệm. Người ngộ thì tất cả vạn pháp đều hiểu rõ pháp vô niệm thì có thể hiểu rõ cảnh giới chư Phật. Nếu chưa hiểu rõ thì không thể nói đã ngộ pháp vô niệm. Không giống như bọn người kia, ngay cả ngũ trùng huyền nghĩa hay thất trùng lập đề đều không hiểu rõ, bất chấp sự sai sót của mình, đi khắp nơi giảng kinh, lường gạt những người không hiểu Phật Pháp. Nếu chỉ y theo những bổn dịch anh văn mà đọc thì ai cũng biết đọc. Nhưng giảng kinh là cần phải phân tích nghĩa lý của kinh, quán triệt thông đạt nghĩa lý và tông chỉ của mỗi chữ, mỗi câu, mỗi chương, mỗi bài để có thể giải thích một cách viên dung vô ngại. Nếu có thể hiểu rõ pháp vô niệm thì có thể đạt đến địa vị của Phật. Đến Kim Sơn Thánh Tự nghe kinh thuyết pháp đều là người đến, không phải là kiến. Người đến nghe pháp tuy không nhiều nhưng đều cần phải học Phật Pháp. Đừng giống như con kiến đi tìm đồ ngon ngọt mà ăn. Đến đây học Phật Pháp là nếm mùi khổ cực, cay đắng, không phải nơi để tìm mật ngọt mà ăn. Trừ thiện tri thức, đời sau, người nào đắc pháp của ta cùng với những người đồng kiến đồng hành, đem pháp môn đốn giáo này phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, trọn đời không thối chuyển thì chắc vào ngôi thánh. Nhưng cách chuyển thọ phải do theo ý chỉ của các vị tổ sư từ đời trước tới nay mà mặc truyền phú trúc cho rõ ràng, chẳng đặng ém dấu chánh pháp của các ngài. Còn các người không đồng kiến đồng hành hoặc ở trong pháp môn khác thì chẳng nên chuyển thọ vì tổn hại đến các vị tổ sư đời trước mà rốt cuộc không có ích gì cho người sau. Bởi sợ e có người ngu muội chẳng hiểu rồi đem lòng chê bai pháp môn này mà phải đoạn tuyệt hột giống Phật tánh của họ trong muôn đời ngàn kiếp. Giảng, Lục Tổ Đại Sư làm sao có thể thành tổ sư vì ngài không khinh thường người ít học. Lúc ngài ở nơi Ngũ Tổ Đại Sư, những người ở đây phần đông đều khinh thường ngài là người quê mùa, lại không biết chữ, chỗ nào cũng bị người khinh mạn. Vì thế ngài thông cảm nỗi khổ của người bị khinh mạn, cho nên ngài đối với những người thiện tri thức hoặc không phải là thiện tri thức đều xưng tụng họ là thiện tri thức. Ngài nói, sau này những người đắc pháp của tôi nếu có thể đem pháp môn đốn giáo này cùng với những người có kiến giải giống nhau, cùng nhau đi tìm cầu chân lý, cùng nhau phát nguyện thọ trì pháp môn này như lòng thành cúng dường mười phương chư Phật suốt đời mà không thối chuyển, thì nhất định sẽ thành thánh quả. Lưu truyền pháp môn này giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cho ngài Ca Diếp, sau đó truyền cho A Nan, cho đến Bồ Đề Đạt Ma Tổ thứ 28 Thiên Trúc, Sơ Tổ Trung Hoa, Nhị Tổ Tam Tổ cho đến Lục Tổ, cần phải đời đời mặc mặc tương truyền, phân phú pháp môn tâm ấn, không nên đem chánh pháp giấu đi không truyền mà lại truyền tà pháp,
Đối với những người kiến giải bất đồng, tu hành không giống nhau, hoặc là những người ngoại đạo thì không nên truyền pháp môn tâm ấn này, vì sẽ làm tổn hại đến các vị tổ sư đời trước và tương lai cũng không có ích dụng gì. Vì sợ rằng những người ngu không hiểu rõ chân đạo vô thượng vi diệu mà hủy báng pháp môn đốn giáo này thì trăm ngàn kiếp đã trùng tánh Phật. Thính Ngô Tụng viết: Thuyết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông, pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu trì tật, chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tất, thuyết tức tuy vạn ban, hợp lý hoàn quy nhất, phiền não ám trạch trung, thường tu sinh tuệ nhật, tà lai phiền não trí, tránh lai phiền não trừ, tà tránh câu bất dụng, thanh tịnh trí vô dư, bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đàn tránh vô tam chướng, thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng, thường tự kiến kỷ quá, giữ đạo tức tương đương, sắc loại tự hữu đạo, các bất tương phòng não, đi đạo biệt mít đạo, trung thân bất kiến đạo, ba ba độ nhất sinh, đáo đầu hoàn tự áo, dục đắc kiến chân đạo, hạnh tránh tức thị đạo, tự nhược vô đạo tâm, ám hành bất kiến đạo, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá, nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tà, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá, đàn tự khước phi tâm, đà trừ phiền não phá, táng ngái bất quan tâm, trưởng thân lưỡng cước ngoạn, dục nghĩ hóa tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh hiện, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, khắp như cầu thố giác, chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian, tà tránh tận đà khước, bồ đề tánh uyển nhiên, thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp thuyền, mê văn kinh lụy kiếp, ngộ tác sát na gian. Trừ thiện tri thức, ta có một bài tụng vô tướng các ông nên tụng đọc, người tại gia hay xuất gia cũng phải y theo bài tụng này mà tu hành. Nếu tự mình chẳng tu mà chỉ nhớ lời ta nói thì cũng không có ích gì, hãy nghe ta tụng. Giảng: Quý vị thiện tri thức, tôi có một bài kệ vô tướng, các ông cần nên tụng niệm, bất luận là người tại gia hay người xuất gia đều có thể y theo bài kệ tụng này tu hành. Nếu không tự mình thực hành, tự mình tu hành, chỉ ghi nhớ bài kệ mà tôi nói thì không có ích lợi gì. Thuyết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông. Thuyết thông tâm cũng thông, như mặt nhật trên không, chuyên truyền pháp thế tánh, xuất thế phá tà tông. Thuyết thông tức là hiểu rõ, giảng kinh thuyết pháp. Tâm thông tức là tông thông, tông môn thiền tông, thông đạt pháp môn tâm địa. Quý vị hiểu rõ giảng kinh pháp, cũng hiểu rõ tham thiền tu đạo. Cảnh giới này cũng giống như thái dương trên hư không, không chỗ chấp trước mà ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Pháp môn mà tôi truyền chính là muốn quý vị có thể minh tâm kiến tánh. Quý vị minh tâm thì không có việc gì khó, kiến tánh rồi thì không còn lo âu. Hiểu rõ bổn lai diện mục mới là hiểu rõ Phật pháp. Pháp môn này chuyên giảng những đạo lý xuất thế, là tôn chỉ phá trừ bằng môn tà đạo ngoại đạo, pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu chỉ tật, chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tất. Pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng kham vào. Pháp vốn không có sự sai khác của đốn và tiệm, nhưng đối với người mê cần phải dạy cho họ pháp môn tiệm tu, đối với người trí có thể dạy họ pháp môn đốn ngộ. Cho nên người mê chậm một chút, người có căn tánh lanh lợi thì có thể khai ngộ nhanh một chút. Sao gọi là đốn giáo? Tôi hôm nay nói cho quý vị những lời chân thật, lời nói thật thì không thể nói nhiều, mà nói ít thì sợ rằng quý vị không tin, huống chi là nói nhiều quý vị càng không tin nữa. Vì không ai thích nghe những đạo lý thật, cũng không ai thích tu hành một cách chân thật, nên tôi không có cách nào nói chân pháp cho quý vị. Tôi đành phải đợi cơ hội, hôm nay cơ hội đã đến, vì giảng đến bài kệ này thì đạo lý chân thật mà tôi muốn nói liền được công bố tỏ rõ ra. Đốn pháp là gì? Đốn chính là bảo quý vị phải đoạn. Đoạn cái gì? Đoạn lòng dâm dục. Quý vị có thể làm được không? Quý vị không tin à? Điểm này chính là mấu chốt quan trọng, cần phải mau chóng đoạn trừ vô minh. Vô minh cũng chính là lòng dâm dục. Vậy có đoạn được không? Nếu đoạn không được, quý vị đừng nghĩ đến việc nghe chân pháp. Nếu quý vị có thể đoạn thì có thể đắc được pháp môn đốn giáo. Tiệm có nghĩa là chậm. Nếu đoạn không được
không thể buông bỏ thì biến thành tiệm. Người thông minh chỉ thị một chút, họ liền có thể đoạn. Người ngu si bỏ không được, buông không xong. Dù có thuyết pháp cho họ nghe, họ cũng không tin tưởng pháp môn đốn giáo này. Cho nên bình thường tôi không nói. Nếu quý vị có lòng tin tưởng thì sớm đã thành Phật rồi. Vì quý vị không tin tưởng, cho nên đến hôm nay vẫn còn xoay chuyển mãi trong vòng luân hồi lục đạo. Quý vị muốn luân chuyển thì cứ việc luân chuyển, không có ai có thể ép buộc được. Mê và ngộ chỉ là vấn đề nhanh chậm mà thôi. Quý vị nay không đoạn, sau này thành Phật nhất định phải đoạn. Quý vị nay không muốn làm Phật cho nên không muốn đoạn. Đốn pháp này là cửa kiến tánh. Nếu quý vị có thể đoạn trừ lòng dâm dục thì có thể minh tâm kiến tánh. Không nên giảng pháp này cho người ngu si nghe, họ không thể hiểu được. Dù quý vị giảng cho họ nghe, họ cũng không tin tưởng đâu. Thuyết tức tuy vạn ban, hợp lý hoàn quy nhất, phiền não ám trạch chung, thường tu sinh tuệ nhật. Nói tuy có muôn thứ, lý hợp một không hai, phiền não trong nhà tối, thường phải sanh huệ nhật. Giảng nói đạo lý có rất nhiều cách, nhiều phương pháp. Và đạo lý nói ra nhiều đến muôn ngàn, nhưng bao nhiêu pháp môn cũng đều để đối trị phiền não vô minh. Nếu hiểu về cội nguồn thì chỉ có một đạo lý căn bản, tức là đốn pháp này, chính là pháp dạy quý vị đốn đoạn vô minh mình mà hiện hiện pháp tánh. Phiền não giống như ở trong phòng đen tối, nếu quý vị có trí huệ thì giống như ánh sáng mặt trời chiếu sáng huy hoàng. Tà lai phiền não trí, tránh lai phiền não trừ, tà tránh câu bất dụng, thanh tịnh trí vô dư. Tà sanh phiền não giấy, tránh đến não phiền tan, tránh tà đều trọng dụng, thanh tịnh chứng niết bàn. Tà lai chính là lòng dâm dục phát sanh, phiền não tự nhiên theo đó phát sanh, không nên cho rằng nó là niềm vui hay happiness. Nó chính là căn bổn của phiền não. Tránh có nghĩa là trí huệ bát nhã, vô minh đã bị phá vỡ, phiền não sẽ bị diệt trừ. Lúc tà tránh đều không có, đó chính là vô dư niết bàn. Tà tránh mà ở đây nói đến đều không dùng. Có người nói, tà cứ để cho nó tà, tránh cứ để cho nó tránh, không màng đến nó. Không màng đến thì quý vị vẫn ở trong phòng tối đen. Tà tránh đều không dùng, nghĩa là đã vượt qua rồi. Đã là người từng trải cho nên tà cũng không có, tránh cũng không tồn tại. Tại sao có tránh? Vì có tà nên mới hiện tránh. Tại sao có tà? Vì có tránh nên mới hiện tà. Lúc tà tránh đều không có, đó chính là vô dư niết bàn thanh tịnh. Bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng chung, đạt tránh vô tam chướng. Bồ đề là tự tánh, tâm động tức vọng mông, tịnh tâm trong chỗ vọng, thường tránh ba chướng vong. Bồ đề tự tánh không nên tìm cầu bên ngoài, vì trí huệ bát nhã tự tánh vốn đầy đủ. Quý vị vừa khởi tâm động niệm thì chính là vọng niệm, bổn lai thanh tịnh vô dư niết bàn thì không có tất cả niệm, nó là vô ý, vô niệm, vô vọng. Vô ý chính là giới cụ túc, vô niệm là định cụ túc, vô vọng là huệ cụ túc. Cho nên tâm tịnh ở trong vọng giống như trong băng có nước, trong nước cũng có thành phần của băng đá. Nếu thường tu hành chánh pháp sẽ giải được tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng tức là những nghiệp chướng đã tạo làm chướng ngại, báo chướng tức là thân thọ quả báo mà gây chướng ngại, phiền não chướng tức là tất cả phiền não làm chướng ngại mình. Thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng, thường tự kiến kỳ quá, giữ đạo tức tương đương. Người đời nếu tu đạo, pháp nào cũng vô ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương ưng. Người thế gian nếu muốn tu đạo, pháp môn nào cũng có thể thành tựu đạo nghiệp. Nếu quý vị chân chánh hiểu rõ chánh pháp, thì đứng nằm ngồi đều có thể tu hành. Đầu tiên quý vị phải nhìn thấy những lỗi lầm của chính mình, không nên chỉ nhìn thấy những cái sai của người khác. Giống như gương soi chỉ soi bên ngoài mà không thể tự mình hồi quang phản chiếu. Không nên nhìn thấy những lỗi lầm của người khác mà không tự hỏi mình có thể giữ gìn trong sạch ngũ giới hoặc có khởi lên các vọng tâm tà niệm hay không. Nếu có thể thường thấy lỗi của mình thì tương ưng với đạo mà không đi ngược với đạo. Bài kệ này nếu ghi nhớ vào lòng thì trọn đời thọ dụng không cùng. Lục Tổ Đại Sư nói hay quá, vừa đơn giản vừa rõ ràng, mọi người đều dễ dàng hiểu được. Nếu có thể hiểu được ý này thì đối với việc tu đạo có rất nhiều lợi ích. Sắc loại tự hữu đạo, các bất tương phòng não, ly đạo, biệt mít đạo, trung thân bất kiến đạo. Sắc loại tự có đạo, hỗ tương nào não ngại, lìa đạo mà tìm đạo, trung thân đạo khó vào. Sắc tức là hữu hình hữu tướng, nếu trong cái sắc hữu hình hữu tướng này, quý vị có thể hiểu rõ khai ngộ đoạn trừ ái dục, mà không chấp vào sắc tướng tự nhiên sẽ có đạo.
không cần phải rời đạo mà đi tìm đạo bên ngoài. Nếu quý vị nhận biết mà không bị nó làm cho mê mờ, đó chính là đôi bên không bị phiền não chướng ngại. Nếu quý vị rời đạo mà tìm đạo ở bên ngoài, đây là việc vô ích. Cho nên nói, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đã trầm luân. Nhìn sự việc mà tỉnh ngộ sự việc gọi là xuất thế. Nếu gặp sự việc mà sanh tà kiến, kiến hoặc thì gọi là đoạn lạc. Đến với đạo, nhưng quý vị đang tu đạo gì? Tức là từ sáng đến tối, những việc mình làm đều như pháp, không làm những việc bất chánh sai lầm, đó chính là mình tu đạo. Còn nếu ly khai những việc thường ngày mà tìm cầu đạo bên ngoài thì không bao giờ quý vị tìm được đạo. Ba ba độ nhất sanh, đáo đầu hoàn tự áo, dục đắc kiến chân đạo, hạnh chánh đức thị đạo. Bồn ba qua một kiếp, rốt cuộc não phiền còn, muốn thấy nền chân đạo, hạnh chánh ấy đạo chân. Ba ba có nghĩa là khổ cực, quý vị khổ cực suốt một đời, đến già bèn hối hận. Lúc đó tự than tự trách, ôi tôi đã để thời gian trôi qua một cách vô ích, để hôm nay trong lòng tràn ngập hối hận, ăn năn. Nếu tôi không uống nhiều rượu như thế, thì làm sao ngu muội đến chừng này? Nếu tôi một đời không đánh bạc, thì làm sao nghèo đến nước này? Cuộc đời của tôi, nếu có người đến khuyên nhắc tôi cũng có thể tu hành mà không đến nỗi gặp phải cảnh như hôm nay. Nhưng vì không gặp được thiện tri thức, dù có gặp thiện tri thức cũng không nhận biết. Dù thiện tri thức có dạy bảo, quý vị cũng xem như gió thoảng bên tai, cũng không có sửa đổi những tập khí tật xấu của mình, cho nên cuối cùng vẫn là tự mình hối hận mà thôi. Quý vị muốn gặp được đạo chân chánh, cần phải nỗ lực tinh tấn tu hành, không nên chứa chấp tà niệm, không nên chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người, tát nước lạnh vào sự nhiệt tình của kẻ khác, tật đố chướng ngại chỉ vì sợ người khác giỏi hơn mình. Tự nhược vô đạo tâm, ám hành bất kiến đạo, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Đạo tâm mình chẳng có, làm quấy đạo lìa xa, người thật lòng hành đạo, lỗi đời khá bỏ qua. Nếu tự mình không có đạo tâm, không tu đạo, chỉ biết làm những việc tội lỗi, không dám cho người khác biết, thì đó không phải là đạo. Người chân chánh tu đạo không nhìn thấy những lỗi lầm của người thế gian. Có người nói, này thể mặt pháp quá xấu xa, đã không còn Phật pháp, dù có tu hành cũng không chứng quả. Tại sao quý vị không chứng quả? Pháp vốn không mạt, không có tà, không có chánh. Nếu quý vị tu trì chánh pháp, thì đó là thời đại chánh pháp. Nếu không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, nhìn thấy mọi người đều là Phật, thì mình chính là Phật. Nếu nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là ma, thì mình cũng là ma. Cho nên nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu là người chân chánh tu hành học đạo, thì không nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tà, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hiểu quá. Nếu thấy người lầm lỗi, ấy mình lỗi chẳng sai, người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Nhược kiến tha nhân phi, chính là nhìn thấy người khác không đúng, tự phi khước thị ta. Nếu biết người khác có lỗi lầm, thì bản thân mình cũng lầm lỗi. Hãy nhìn Đức Phật, Ngài có thấy lỗi lầm của ai không? Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Quý vị không nên cùng người khác làm việc sai lầm. Nếu nhìn thấy cái sai của người khác, thì chính mình cũng tự có phần tham gia vào đó. Chính mình cũng đã sai lầm. Người khác sai lầm nhưng mình không nên sai lầm, không nên nhìn thấy cái sai lầm của người khác mà cần phải phát huy tâm đại từ đại bi. Đối với bất cứ người nào, ta cũng nên có tâm từ bi thương xót chúng sanh mà phát nguyện độ họ thành Phật. Đản tự khước phi tâm, đả trừ phiền não phá, tăng ái bất quan tâm, trưởng thân lưỡng cước ngoạ. Hãy trừ lòng tưởng quấy, phiền não phá tiêu tan, kết yêu đừng đề dạ, duỗi cẳng nghỉ thanh nhàn. Nếu trừ đi những tâm niệm sai lầm của mình thì phiền não không còn nữa. Tắng ái bất quan tâm, tắng có nghĩa là ghét bỏ, ái tắng đều là một loại tình cảm. Người tu đạo cần phải chân chánh dụng tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh, phát nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật. Nếu chúng sanh không thành Phật, tôi nguyện cũng không thành Phật. Hôm nay có người quy y, sau khi quy y rồi cần phải giữ gìn giới luật. Người tin Phật không nên có những hành vi sai lầm trước kia. Nếu không như vậy, người ta sẽ nói người đó tin Phật mà vẫn làm những điều sai lầm như lúc trước. Điều đó khiến cho người chung quanh không tin Phật. Cho nên tôi phát nguyện, phàm những người quy y tôi, nếu không thành Phật, tôi sẽ đợi họ. Khi nào họ thành Phật, tôi mới thành Phật. Vì tôi không còn cách nào khác, chỉ có phát nguyện đợi quý vị thành Phật. Người nào sau khi quy y rồi, cần phải mau mau tu hành, không nên để tôi phải đợi chờ. Tôi chờ đợi các vị lâu quá, tôi cũng chán ngán, lúc đó tôi sẽ không muốn đợi nữa.
Trường thân lưỡng cước ngọa, duỗi thẳng đôi chân nằm ngủ. Đây thật hợp với những người làm biếng, nhưng câu này không phải dạy chúng ta nằm ngủ, mà là biểu thị sự tự do, không bị ràng buộc, không bị chướng ngại, đó mới có thể rời xa điên đảo, đạt cứu cánh niết bàn. Không nên nghe lục tổ dạy rằng trường thân lưỡng cước ngọa, bè suốt ngày nằm ngủ là không đúng. Dục nghĩ hóa tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh hiện. Muốn toan lo độ thế, phương tiện phải sẵn sàng, chớ để người nghi hoặc, tự tánh mới quang minh. Nếu muốn giáo hóa chúng sanh thì tự mình phải có pháp môn phương tiện quyền xảo. Đối với chúng sanh nào thì phải biết thuyết những pháp môn nào, không nên chấp trước, không nên khiến chúng sanh sau khi nghe pháp khởi lòng nghi hoặc. Đó chính là tự mình phải biết vận dụng tự tánh của chính mình. Từ đó tự tánh trí huệ quang minh của mình sẽ hiển hiện. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, khác như cầu thố giác. Phật pháp ở trần thế, không lìa thế gian giác, bỏ đời tìm chánh đạo, sừng thỏ kiếm sao ra. Phật pháp là gì? Phật pháp cũng chính là pháp thế gian, pháp xuất thế cũng chính là Phật pháp. Thế gian pháp là những pháp thế tục thông thường, mà Phật pháp là pháp tại thế gian mà lại xuất thế gian. Thế nên nói Phật pháp tại thế gian không rời khỏi trí huệ bát nhã của thế gian. Nếu rời khỏi thế gian đi tìm bồ đề, điều này cũng giống như muốn thỏ mọc sừng thì không bao giờ có được, đi bất cứ nơi nào cũng không thể tìm kiếm ra. Chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian, tà chánh tận đà khước, bồ đề tánh uyển nhiên. Chánh kiến là xuất thế, tà kiến ấy thế gian, chánh tà đều phá hết, giác tánh hiện rõ ràng. Có chánh kiến đó gọi là pháp xuất thế, chánh kiến chính là giác ngộ. Lòng dâm dục của mình cần phải đoạn trừ. Tà kiến chính là cho rằng có thể tùy thuận theo dục vọng mà khiến cho nó phát triển. Loại tà tri tà kiến, cái dục tâm này gọi là pháp thế gian, tà chánh đều bị quét sạch. Lúc đó tánh bồ đề sẽ hiện tiền, mà không phải rong ruổi bên ngoài tìm tánh bồ đề. Thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp thuyền, mê văn kinh lụy kiếp, ngộ tắc sát na gian. Tụng này là đốn giáo, cũng kêu đại pháp thuyền, mê nghe kinh lũy kiếp, ngộ thấy Phật tâm liền. Tụng này thuyết bài kệ là pháp môn đốn giáo, là pháp môn thành Phật. Đoạn kệ này cũng có thể gọi là con thuyền pháp lớn, có thể chuyên trở tất cả chúng sanh từ bờ sanh tử bên này vượt qua dòng phiền não mà đến bờ niết bàn bên kia. Nếu quý vị mê hoặc không hiểu rõ thì cần phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể khai ngộ. Còn nếu quý vị không thể đốn ngộ thì hãy buông bỏ tất cả dục niệm. Như thế trong một sát na ngắn ngủi, quý vị liền có thể khai ngộ mà nhận thức một cách chân chánh. Đại sư lại nói, này tại chùa Đại Phạm, ta nói pháp đốn giáo này phổ nguyện chúng sanh trong pháp giới, vừa nghe pháp rồi, đều liền thấy tánh thành Phật. Lúc ấy, vị thứ sử và các viên quan chức sắc cùng với các người đạo tục, nghe đại sư nói pháp, cả thầy đều giác ngộ, đồng làm lễ một lượt mà khen rằng, hay thay, nào rẻ ở xứ Lãnh Nam có Phật ra đời. Giảng, lục tổ đại sư lại nói, tôi này giải thuyết pháp môn đốn ngộ tại chùa Đại Phạm, tôi cũng phát nguyện, nguyện pháp giới chúng sanh. Lúc giảng bài kệ tụng này, tất cả đều kiến tánh thành Phật. Lúc đó, thứ sử vi cử cùng với quan viên đạo sĩ, cư sĩ nghe lục tổ đại sư nói bài tụng vô tướng xong, mọi người đều phản tỉnh khai ngộ, đồng thời hướng về lục tổ đại sư đảnh lễ tạ pháp, hoan hỷ tán thán. Hai thay, không ngờ xứ Lĩnh Nam quê mùa lại có Phật ra đời. Một hôm, vì thứ sử, vì đại sư thiết lễ đại hội trai tăng, giảng. Chương thứ ba là phẩm nghi vấn. Vì thứ sử vi cử nghi ngờ lời của tổ sư Đạt Ma nói Lương Võ Đế không có công đức, vì thế mới thưa hỏi lục tổ đại sư. Một ngày nọ, thứ sử vi cử vì lục tổ đại sư thiết lễ trai tăng, thỉnh tất cả tăng ni, cư sĩ, đạo sĩ, học giả, quan viên và chư thiện tín cùng độ trai. Người làm quan thích ăn thịt, nhưng vì thứ sử vi cử tin sùng Phật pháp, vì thế khuyên mọi người đến ăn chay. Đại biểu thị có rất nhiều người đến tham dự. Ở Trung Hoa có thiên tăng trai, thỉnh trai tăng 1.000 vị, trong 1.000 người nhất định có A-la-hán, cho nên cúng thiên tăng trai chính là cúng dường A-la-hán. Vậy ai là A-la-hán? Không ai biết, bởi vì nếu ông biết được thì ông chỉ cúng dường A-la-hán mà không cúng dường thiên tăng trai nữa. Tôi nghĩ ở đây không chỉ thiên tăng trai mà có lẽ là vạn nhân trai, tiệc trai cho muôn người. Lễ trai tăng này là mời khách cho lục tổ, vì lục tổ là người xuất gia, không thể mời khách đến ăn cơm.
Người tại gia nên cúng dường cho người xuất gia, mà không phải người xuất gia cúng dường người tại gia. Cách đây mấy ngày, có một vị cư sĩ từ Hương Cảng đến, lúc sắp ra đi, tôi nói với người này rằng là cư sĩ cần phải cúng dường Tam Bảo, không nên để Tam Bảo cúng dường mình. Cô làm cư sĩ trong đạo trường Phật giáo, cần phải phát tâm cúng dường Tam Bảo, không nên ở trong đạo trường kiếm cơm ăn. Làm vị cư sĩ cần phải hộ trì Tam Bảo, không nên để Tam Bảo hộ trì cư sĩ. Cô ta nghe xong thưa rằng, Bạch Hòa Thượng, trong cuộc đời của con chưa từng nghe qua vị thiện tri thức nào nói với con những lời khẩn thiết như vậy. Đây thật sự là đã cảnh tỉnh cho con, là một kẻ mê mờ, con về sau nhất định sẽ sửa đổi, không giống như lúc trước nữa. Thứ sử Vi Cử là đệ tử quy y của Lục Tổ Đại Sư, nhưng ông ta muốn nhiều người đến quy y, tôn sùng, tín ngưỡng sư phụ của mình. Vì thế dùng phương thức mời mọi người đến dự trai tăng, cho nên có câu, đầu tiên phải dùng lợi dẫn dắt, sau mới có thể đưa người vào biển Phật Pháp. Tham ăn mê sắc là bản tánh của con người, ai cũng muốn ăn ngon, sau khi ăn xong những món ăn ngon ngọt mà không thể nào quên được, bèn bắt đầu muốn nghe kinh. Lúc mới đến, lần đầu tiên không phải vì pháp mà là vì ăn, ăn xong là đến phần nghe kinh, lúc đó mới phát hiện mùi vị pháp còn ngon hơn mùi vị của những món ăn này nhiều. Lúc đó mới thích thú mùi vị của pháp hơn bất cứ mùi vị nào. Thứ sử Vi Cử hiểu rõ tâm người như thế, cho nên vì sư phụ thiết đại hội trai, ông ta không phải vì mình, vì danh hay vì muốn nổi bật. Quý vị xem, tôi là người cư sĩ cúng dường Tam Bảo đây. Cách thức gây quỹ này có lẽ giống như cách tổ chức tiệc cơm gây quỹ tranh cử tổng thống hiện nay, nói chúng tôi muốn trùng tu chùa Nam Hoa, vì thế thỉnh quý vị trai tăng hóa duyên bố thí mà trùng tu chùa. Đại hội trai tăng này nhất định do vì sửa chùa mà thỉnh đến, cho nên ông ta mới hỏi về vấn đề Lương Vũ Đế tạo tự độ tăng có những công đức gì. Trai tăng xong, thứ sử thỉnh đại sư lên tòa giảng, rồi cùng các viên quan chức sắc, học trò và dân chúng đồng nghiêm trang đến làm lễ đại sư một lần nữa mà hỏi rằng đệ tử nghe hòa thượng nói pháp thiệt không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ suy và bàn nghị được. Này, vì có một chút nghi, xin ngài đại từ bi riêng vì đệ tử mà giải rõ. Sư nói có điều nào nghi thì hỏi, ta giải cho. Vì thứ sử bạch, chỗ giảng thuyết của hòa thượng có phải là tông chỉ của Đạt Ma đại sư chăng? Sư nói phải. Vì thứ sử bạch, đệ tử có nghe Đức Đạt Ma lúc ban sơ hóa độ Lương Võ Đế vua hỏi rằng chấm chọn đời cất chùa độ tăng đã trai làm phước có công đức gì. Đức Đạt Ma nói thiệt không có công đức. Đệ tử chưa hiểu thấu lẽ ấy, xin hòa thượng giải cho. Rằng trai tăng hoàn mãn, thứ sử Vi Cử cùng kính thỉnh Lục Tổ đại sư thăng tòa pháp. Thăng pháp tòa, ông ta đại biểu cho người dân ở đây cung kính, cung thỉnh đại sư thuyết pháp. Ông ta nhận thấy việc cầu pháp rất quan trọng nên cung kính thưa rằng bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn, nay tâm con có một vài nghi vấn, thỉnh đại sư phát đại từ bi đặc biệt vì con giải nói. Lục Tổ đại sư nói hay lắm, ông có vấn đề nan giải gì thì đưa ra hỏi, tôi nhất định vì ông giải thuyết. Công là vì vị ghi chép Lục Tổ đàn kinh, tôn trọng thứ sử Vi Cử là vị quan lớn, vì thế gọi là công. Chữ công trong tiếng Hán dùng để xưng hô người đáng được tôn trọng nhất. Lúc đệ tử của tôi đến Đài Loan thọ giới, gặp phải các tỳ kheo thọ giới trước mình đều tôn xưng là công. Quý vị gọi một tiếng công, người đó liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Còn nếu không như vậy, họ liền cảm thấy tân giới tử không có lòng cung kính. Thứ sử Vi Cử hỏi bạch hòa thượng, pháp của ngài thuyết ra có phải cùng một đạo lý với đại sư Đạt Ma không? Đại sư trả lời, đúng vậy, tôi giảng pháp môn dùng tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của đại sư Đạt Ma. Thứ sử Vi Cử nói, còn nghe tổ sư Đạt Ma lúc ban sơ từ Quảng Châu đến Nam Kinh hóa độ Lương Võ Đế. Võ Đế hỏi, chấm suốt đời trùng tu xây dựng chùa triển, độ rất nhiều tăng ni xuất gia. Lúc đó hoàng đế rất hoan nghênh người đi xuất gia, tất cả tứ sự như ăn mặc thuốc men và chỗ ở đều do nhà vua cúng dường. Lại nữa, nhà vua rất cung kính lễ bái các vị xuất gia. Quý vị xem, đây thật là quá tốt. Tôi lại dùng công quỹ bố thí cho người nghèo cúng dường trai tăng. Như thế, chẳng có công đức gì. Quý vị phải biết, Lương Võ Đế cái gì cũng muốn hơn người. Vì thế, lúc gặp tổ sư Đạt Ma, nhà vua không cầu pháp thoát ly sanh tử, mà chỉ muốn tổ sư Đạt Ma khen ngợi tán thán mình. Nhà vua sợ tổ sư Đạt Ma không biết công đức của mình, nào là tạo tự độ tăng bố thí cúng dường. Vì thế nhà vua bèn tự giới thiệu,
Ở đây ở đó, Chấm đã xây dựng rất nhiều chùa chiền. Trong chùa có rất nhiều vị xuất gia, họ xuất gia đều do Chấm tài bồi thành tựu cho. Chấm lại phát tâm rộng lớn bố thí cúng dường. Chấm làm hoàng đế không giống như những hoàng đế khác. Chấm là vị hoàng đế chuyên làm việc tốt, chuyên làm việc công đức. Ngài xem Chấm có bao nhiêu là công đức. Quý vị xem, nhà vua không nghĩ đến việc cầu pháp liễu sanh tử mà chỉ muốn khoe khoang công đức của mình, giống như một vị cư sĩ kia đi đâu cũng khoe rằng: quý vị có biết tôi là ai không? Tôi là người hộ trì Phật giáo rất đắc lực, rất mạnh mẽ, tất cả tiền bạc của tôi đều cúng dường Tam Bảo hết rồi. Kỳ thực ông ta sử dụng vào những cuộc vui chơi vô ích, nhiều gấp trăm ngàn lần cúng dường Tam Bảo, nhưng lại không nói ra mà chỉ nói mình cúng dường Tam Bảo, ngay cả tiền du hí cũng nói là cúng dường Tam Bảo. Ôi quý vị thấy có điên đảo hay không? Đây là sự thật. Có người tiêu xài bao nhiêu tiền bạc vào những cuộc ăn chơi bài bạc rượu chè thì không nói, nhưng nếu chỉ cúng dường Tam Bảo một đồng tiền đi khắp nơi rêu rao, những người này chắc chắn là đệ tử của Lương Võ Đế. Tổ sư Đạt Ma nghe Lương Võ Đế tự giới thiệu, tự khoe công đức, tự khoe mình say đắm vào trong tự ngã như thế. Nhưng Tổ sư Đạt Ma là vị thánh nhân, ngài không nói những lời nịnh bợ. Nếu là người bình thường vừa nghe nhà vua nói như thế liền vội vàng nói: bệ hạ có công đức lắm đó, công đức của bệ hạ độc nhất vô nhị, trên đời này không có người thứ hai. Nhưng Đạt Ma là vị tổ sư, ngài làm sao mà có dụng ý xấu chiều theo ý người được, cho nên liền nói không có công đức, thực không có công đức nào cả. Thứ sử Vi Cử nói: đệ tử chúng con không hiểu được ý này, kính mong thượng nhân vì chúng con giải thuyết. Sư nói thiệt không có công đức, chớ nghi lời của thánh nhân đời trước. Võ Đế lòng tà không biết chánh pháp, cất chùa độ tăng đã chay làm phước, ấy gọi là cầu phước, không thể lấy phước mà kể là công đức được. Công đức ở trong pháp thân, chớ chẳng phải ở chỗ tu phước. Giảng: Lục Tổ Đại Sư trả lời thật không có công đức, các ông không nên hoài nghi lời của Tổ sư Đạt Ma. Lượng Võ Đế tâm tà không tránh, chỉ biết háo danh hám tiếng, không hiểu chánh pháp. Cho nên những cái gọi là tạo tự độ tăng, bố thí trai tăng đó chỉ là gieo trồng phước điền, không thể đem phước nói là công đức. Công đức thuộc về pháp thân, cho nên tu phước không phải là công đức. Sư lại nói, thấy tánh là công, giữ lòng bình đẳng là đức. Niệm niệm tâm không ngưng trệ, thường thấy bổn tánh diệu dụng chân thật, ấy gọi là công đức. Bên trong giữ lòng khiêm hạ là công, bên ngoài hành động theo lễ là đức. Tánh mình lập ra muôn pháp là công, tâm thể liền niệm là đức. Chẳng đề tánh mình là công, ứng dụng không nhiễm trần là đức. Muốn tìm cái công đức pháp thân thì phải y theo đây mà tu hành, thế mới là thiệt có công đức. Giảng: Lục Tổ Đại Sư lại nói, công đức là gì? Kiến tánh là công, thấy tự tánh bổn lai của mình, thấy diệu tánh quang minh vốn có của mình. Nếu quý vị có công phu thì có thể kiến tánh, ví như ngồi thiền, ban đầu miễn cưỡng sau đó trở thành tự nhiên. Lúc vừa mới ngồi thiền cảm thấy chân đau lưng nhức, nhưng lúc quý vị hạng phục chiến thắng được cái chân nhức này, khi chân không còn đau nhức nữa, đó chính là công phu. Chân vẫn còn đau thì không có công. Kiến tánh là gì? Tức là nhìn thấy bổn lai diện mục của mình, nhưng đòi hỏi quý vị phải tự mình tìm kiếm. Tôi không thể nói với quý vị được. Nếu tôi nói cho quý vị nghe, đó vẫn là cái đắc từ bên ngoài. Quý vị cần phải tự tánh tự ngộ mới có thể được. Nhưng sau đó cần phải do thiện tri thức ấn chứng quý vị mới được. Chớ không thể tự phong mình là quốc vương, là Bồ Tát, giống như một kẻ hippie lúc trước đến đây, hút thuốc phiện làm cho đầu óc quay cuồng rồi nói mình là Bồ Tát. Thật ra đó chính là ma quỷ. Bình đẳng chính là không có tâm ích kỷ tự lợi, tất cả đều là bình đẳng, trí công vô tư. Đối với bất cứ người nào cũng không ích kỷ, tự tư tự lợi, mà là bình đẳng, trí công vô tư đối đãi tất cả chúng sanh. Nếu quý vị có thể trí công vô tư, liền có đức hạnh. Nếu quý vị niệm niệm không ngưng trệ, không chấp trước, thì có thể thường thường thấy được bổn tánh. Giống như Lục Tổ Đại Sư nói, nào dè tánh mình vốn thanh tịnh, nào dè tánh mình vốn không sanh diệt, nào dè tánh mình vốn tự đầy đủ, nào dè tánh mình vốn không động diêu, nào dè tánh mình năng sanh muôn pháp. Đó cũng chính là diệu dụng chân thực, chính là công đức. Quý vị không tìm kiếm nơi mình mà lại rong ruổi tìm cầu bên ngoài, nói tôi đã tạo rất nhiều chùa, độ rất nhiều tăng ni, bố thí cho vô số người nghèo, cúng dường Tam Bảo chư tăng. Đó đều là truy cầu bên ngoài là phước mà không phải là công đức. Lúc tự mình công đức viên mãn thì có thể cùng Phật không sai khác.
Tâm của quý vị khiêm tốn không tự mãn, đó chính là công mà không phải nói. Các vị xem tôi giỏi hơn bất cứ người nào, các vị xem tôi có bản lãnh như thế, các vị xem tôi tinh thông Phật Pháp hơn kẻ khác. Nếu không có thể khiêm tốn nhún nhường thì không có công. Cho nên chúng ta đối với mọi người, lời nói ra cần phải hòa nhã một chút, không giống như cây gậy, nói lời ra giống như đánh bể đầu người ta. Một câu nói còn tác hại hơn so với việc lấy gậy sách đánh người. Nếu năng khiêm nhường thì sẽ không có sự xảy ra việc tổn thương hòa khí như vậy. Tâm các vị nên khiêm tốn, nhìn thấy người khác đều tốt hơn mình, không nên tự mãn. Cho nên nói mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích, tự mãn sẽ chuốc lấy tổn hại, khiêm nhường sẽ nhận được sự lợi ích. Giống như một tách trà rót đầy rồi mà vẫn cứ rót thì sẽ tràn ra ngoài, không có ích lợi gì, đó gọi là mãn chiêu tổn. Khiêm thọ ích, khiêm chính là lịch sự lễ độ thì sẽ được lợi ích. Không nên nói các vị xem tôi là lớn nhất, là số một, là thông minh tuyệt đỉnh. Phật Pháp không sợ quý vị không hiểu rõ mà sợ quý vị không thực hành. Không hiểu rõ không quan trọng mà không thực hành thì không có ích lợi gì. Cho nên bên ngoài thực hành lễ phép chính là đức. Tự tánh có thể kiến lập tất cả vạn pháp, tất cả vạn pháp đều từ tự tánh kiến lập, đó chính là công. Bổn thể tự tâm của ông rời xa vọng niệm tà niệm, đó chính là đức. Ông thường hồi quang phản chiếu, nhìn thấy tự tánh thường sanh trí huệ bát nhã, đó chính là công. Ông dùng trí huệ bát nhã ứng dụng vô phương, biến hóa vô cùng và không có chỗ chấp trước, không làm những việc ô nhiễm, đó là đức. Vì pháp thân là do công đức thành tựu, ông có công đức, pháp thân liền thành tựu. Nếu như ông muốn kiến lập công đức và pháp thân thì cần phải y theo lời của tôi mà làm, đó mới là công đức chân chánh. Người tu công đức thì lòng chẳng nên khinh dễ người mà phải cung kính khắp cả mọi người và muôn vật. Nếu lòng thường khinh dễ người thì ngô ngã, cá hết của ta và ta chẳng dứt, tức là mình không có công, tánh mình giả dối không chân thật, tức là mình không có đức. Bởi ngô ngã tự đại nên thường khinh dễ hết thảy. Rằng người muốn tu công đức, tâm không nên khinh thường người khác, bất luận là người hay là súc sanh, chỉ cần là chúng sanh thì không nên khinh thường kiêu mạn. Giống như Bồ Tát thường bất khinh, nhìn thấy ai cũng khấu đầu lễ bái và nói: tôi không dám khinh thường các ông đều thành Phật. Cho nên chính Ngài cũng thành Phật. Bồ Tát thường bất khinh chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó chính là Ngài hành Bồ Tát đạo trong kiếp quá khứ. Lại nữa, cần phải cung kính tất cả chúng sanh. Nếu tâm thường khinh người, tật đố kẻ khác, sợ người khác giỏi hơn mình, sợ người khác thông minh hơn ta, cái ta và của ta, tức ngô ngã không đoạn trừ, đánh giá mình